Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã trở lại với channel Invest và Travel của Jason. Hôm nay Jason muốn nói về fundamental analysis là phân tích cơ bản. À, có một video lần trước Jason đã nói về vấn đề làm sao để đánh giá được một công ty tốt hay là xấu. Thì Jason cũng đã nói rằng khi đánh giá một công ty nào đó tốt hay là xấu, mình nhìn vào người CEO, mình nhìn vào sản phẩm người ta đang có, mình nhìn vào cái tiềm năng của công ty. Còn nếu như bây giờ các bạn không có khả năng phân tích theo cái cách đó thì các bạn có thể dùng hình thức uh, fundamental analysis là phân tích cơ bản một cách rất là cơ bản một cách gọi là common sense thì các bạn có thể làm như sau. Mình nói ví dụ, hiện tại các bạn nếu mà hỏi uh, mọi người có ai biết công ty Apple hay không thì hẳn nhiên hầu như trên thế giới ai cũng biết công ty Apple hoặc là ít nhất 90% dân số trên thế giới sẽ biết công ty Apple vì cái sự phổ biến của iphone thì khi người ta nhắc đến apple là người ta nghĩ ngay đến iphone mặc dù apple có rất nhiều sản phẩm khác như là đồng hồ uh, tv và những cái sản phẩm thông minh khác nhưng mà iphone thì sản phẩm chính của công ty apple thành ra nếu như trên thế giới ai cũng biết người thân của bạn cũng biết gia đình bạn cũng biết bạn bè tất cả những người nào bạn biết đều biết đến apple thì chắc chắn đây là một công ty rất là uh, phổ biến thì dĩ nhiên nếu nó phổ biến mức vậy thì nó phải là một công ty tốt và cái đặc biệt nếu như ai cũng biết nó, ai cũng dùng đến nó thì cái nhu cầu phải rất là cần thiết cho mỗi ngày thì điều này nó cũng sẽ tồn tại trong thị trường chứng khoán. như vậy, với những cái phân tích cơ bản như vậy cũng đủ cho các bạn thấy rằng đó là một công ty tốt hay là xấu. Rất là đơn giản, các bạn không cần phải suy nghĩ phức tạp khi các bạn nghe những ai nói phân tích cơ bản rất là khó, phải đọc biết bao nhiêu sách, phải uh, trải qua biết bao nhiêu kinh nghiệm thì đó người ta chỉ là nói theo cách người ta thôi hoặc là khi các bạn nghe những người nào nói về một cách thương mại chẳng hạn những ai muốn dạy các bạn về phân tích cơ bản thì người ta có thể phóng đại sự việc lên thì đó cũng là chuyện bình thường, đó là cách người ta uh, làm ăn. Còn bản thân Jason các bạn cũng biết rồi, uh, mình làm video cũng được vài tháng rồi thì các bạn cũng thấy qua những video mình hay chia sẻ những gì mình biết những gì mình có kinh nghiệm một cách thật lòng thì cũng như video hôm nay thì các bạn cũng biết mình muốn cho các bạn hiểu rằng phân tích cơ bản fundamental analysis nó không hề khó, rất là đơn giản mình đưa một cái ví dụ khác cho các bạn thấy, chẳng hạn như là công ty về uh, thực phẩm, mình nói ví dụ Costco, Costco thì hầu như gia đình Việt Nam mình mười người đều chính người đi Costco vì nhu cầu thực phẩm, Costco bán rất là nhiều thứ, không chỉ có thực phẩm nhưng mà chủ yếu thực phẩm bán rất là nhiều và rất là đa dạng và nó lại rẻ vì nó là wholesale, cho nên khi nhắc đến Costco, hầu như gia đình nào cũng đi Costco một là hai lần ít nhất là một tháng, thành ra chỉ vì những cái đơn giản thôi thì các bạn cũng có thể đánh giá được rằng Costco là một công ty tốt vì ai cũng cần nó hết đó đó là một cái ví dụ thứ gì thì cũng cho các bạn thấy rằng cái cơ bản không cần phải khó khăn không cần phải phức tạp hóa vấn đề các bạn cũng có thể đánh giá được một công ty tốt hay là xấu thì bây giờ các bạn hỏi những người mà các bạn biết một công ty nào đó chẳng hạn mà người ta không biết công ty đó là gì các bạn hỏi thêm một người nữa rồi hỏi thêm một người thứ ba mà họ cũng không biết công ty đó là công ty gì thì chắc hẳn ít nhất 80% đây là một công ty không có tương lai tại vì không ai biết về nó nó chưa có phổ biến nó chưa có giá trị thì các bạn không nên đầu tư nếu như các bạn có gì thắc mắc về phân tích cơ bản thì các bạn có thể comment trong video mình sẽ giúp các bạn trả lời Rồi sẵn đây mình cũng rất là à, cảm ơn các bạn ở tiểu bang à, Georgia quanh khu vực thành phố Atlanta và những thành phố lân cận đã đến học với mình hôm qua vào ngày chủ nhật ngày 29 à, tháng 1 có nhiều bạn đến từ phương xa lái xe 4 5 tiếng đồng hồ có những bạn lái còn à, lâu hơn nữa đã đi từ 4 giờ sáng để có thể vào lớp lúc 8 giờ mình rất là trân quý những cái sự hiếu học này của các bạn. Vì điều này mình nghĩ rằng sớm muộn thì các bạn cũng sẽ thành công trên con đường đầu tư vào thị trường chứng khoán. À, dù cho các bạn không có ví dụ như là tiếp thu nhanh nhưng người ta nói cần cù bù thông minh, các bạn bỏ tâm huyết, các bạn bỏ tâm sức thì các bạn cũng sẽ thành công mà thôi. À, bản thân mình là một người giảng dạy cho các bạn nếu các bạn có gì thắc mắc, bạn cứ việc hỏi mình khi các bạn gặp khó khăn về vấn đề trading như thế nào. Và sắp tới đây mình cũng sẽ đi qua bên quận Cam và Houston, Texas. Nếu như các bạn ở những khu vực đó mà muốn có nhu cầu học hỏi in person thì hãy đăng ký với Jason với địa chỉ email dưới đây jasonvle.hotmail.com Alright, chúc các bạn đầu tư luôn gặp nhiều may mắn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.